Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào các bạn, chào các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta đến với con game, một em game Tam Quốc. Con này lâu lắm rồi á, mấy tháng à, ít lắm, mới có mấy tháng à, không nhớ rõ. Nhưng mà cũng lâu rồi đó. Tiền thân của nó là con gì, Ba Quy siêu bạch, đúng rồi. Đúng rồi, Ba Quy siêu bạch. Đó. Ok. Không, trước nó là gì, Quần Anh truyện. Quần Anh Tam Quốc hay cái gì á. Rồi sau đó là tới Ba Quy siêu bạch. Đây. Phiên bản Ngũ Hổ Tướng. Vô cực. Ôi, Ngũ Hổ Tướng mới nè anh em ơi. Wow, Ngũ Hổ Trương Phi. Ôi, nhìn nó lực lưỡng ghê em kìa. Ôi ôi, các chỉ số là 200 193 193. Ôi, mát cái dòng này luôn rồi còn gì nữa bộ. Rồi, đây, vô cực Chư Cát. Tướng vô cực nè anh em ơi. Ôi, nhìn ngầu chưa? Quá trời ngầu luôn. Còn nữa. Vô cực Hoàng Trung. Ôi, nhìn kỹ là giờ mới để ý cây cung của nó là hai bên này là có thể làm thành cây đao nè. Ôi, nó lạng quạng là đứt tới xương á anh em ơi. Rơi thiệt chữ. Rồi tả từ, à tả từ còn thiếu hai mảnh. Ok. Rồi đầu vô thì chạy nhiệm vụ. Nhiệm vụ thì heo chạy xong hết rồi. Bồi dưỡng rồi, ok. Rồi cái này chắc đến với thông tin server trước cái đi hả. Hey. Ba Quy siêu bản phiên bản Tết 2024 full Việt hóa, full tướng, full sự kiện, đa dạng hệ tướng vô cực Thiên Ma Tam Vương Ngũ Hổ Tướng Quy Tân Hữu Tướng SSR Ngũ Hổ Trương Phi vô cực Gia Cát Lượng vô cực Hoàng Trung Open Server Tết S2 bàn thống 17:30 ngày 26/2/2024 link tải game nữa. Tỷ lệ don game Quần Anh Truyện Ba Quy 100.000 bằng 3 triệu kim nguyên bảo cộng móc tích nạp game. Đó, full game 3 triệu. Ui, rẻ. Đua top lực chiến top 1, 1 set đồ VIP thiên cương cánh VIP ngựa VIP. Top 2 1 set đồ thiên cơ cánh VIP ngựa VIP. Top 3 là 100 triệu kim nguyên bảo, 100 triệu đồng cộng ngựa VIP. Đó, ok. Zalo fanpage đồ nè. Đó, ok. Rồi, ngồi ta. Nạp hẹn giờ sự kiện. Đây. Ok. Lữ Bố. Hồng Tâm Ngọc. Ok, thôi. Đây. Nhận quà ở đây không lo, mà đi cướp làm gì. Đó, rồi đây quà tặng toàn dân nữa nè. Quà level nữa nè. Ok. Ôi, cho nhiều vậy bộ. Wow. Ok. Lụm nè. Ở đây nữa hả? Trời ơi, quà lên level nhiều ghê không? Quá trời luôn. Ok. Ok, quà server nữa nè hả? Đó. Quà tích nạp. Hồn vạn năng đỏ nè, kim nguyên bảo đồng. Ok, kim nguyên bảo đồng. Cộng tướng nè, đây, tướng mảnh tả tư. Mảnh vô cực hoa đà tối. Ok, đây. Rồi, nhà đây chúng ta sẽ có sông lông thí phụng không? Quả trụ hả? Ok. Hai cái cánh VIP luôn bồ ơi.
ngon lành cành đào. Rồi ở đây vô cực lục tốn. Ok, tóa hả? Rồi tuân ức thiên. Rồi rất nhiều tướng luôn mấy bầu ơi. Đó. Quan vũ thiên. Rồi vô cực triệu vân nữa nè ha. Rồi ở đây chúng ta có ma động trác. Rồi ma trương giác. Ok. Ôi, có tam vương Tào Tháo nè hả? Lưu Bị nè, rồi Tôn Quyền nữa nè. Và tướng quyết nhất là Mãnh Hổ Triệu Vân. Ngon ngon. Ok, rất nhiều luôn. Ôi, cánh ngựa đồ tùm lum tà le nữa nè. Đó. Với 3 triệu chúng ta sẽ có full đội hình, full quà tích nạp luôn ha. Rồi full luôn game luôn. 3.000 thành tướng một lượt cái. Ok. Rồi đó, Kim Nguyên Bảo gì tạm quá. Nè bây giờ có Hồng Tâm Ngọc rồi. Giờ thiếu gì vô đổi đó thôi. Đó, Thiên Mệnh, đổi Long Hồn, đổi cánh VIP, đổi trang bị. Ôi, ôi, trang bị này mà không đổi nữa hả? Thì thôi, đổi tướng VIP. Ôi, tướng giờ dư chơi rồi. Ok. Qua Tân Hữu Nông Dân đồ này nọ. Long Môn Phá. Ok. Rồi đây nạp đầu nhận nè ha. Đó. Rồi Tư Mã Ý nhận tiếp. Tư Mã Ý. Ủa, đây không đủ hả? Rồi ok. Đó. Ngày 1, 2, 3. Ok, xong hết rồi. Thưởng điểm danh hàng ngàn, nhận Kim Nguyên Bảo nè ha. Rồi VIP phúc lợi. Ok. Ủa, đây đây, tức kỳ vậy ta. Bấm nhanh một cái sao nó out vô được hay vậy ta. Ủa, đâu có gì đâu bấm ở ngoài, sao nó out vô được hay thiệt chứ. Ok, biết đó. Rồi rồi rồi, vô test tướng nào. Rồi đây, ma trương giác nè. Rồi rồi rồi, ma động trác nè. Đó, ngon ăn. Rồi rồi, ma lữ bố nè. Ôi, qua bao thời gian rồi mà những con này vẫn là những con VIP ha. Đây, vô cực, lục tốt. Ok. Rồi Trương Xuân Hoa. Ồ, trời xinh ghế đẹp quá trời luôn. Vô cực Triệu Vân. Rất nhiều tướng vô cực mới nha. Ngày xưa hình như chỉ có vô cực Triệu Vân thôi. Bây giờ nó quá trời luôn. Trời ơi, ok. Bàn Thống. Ồ, Bàn Thống là có trước rồi. Này, Tam Vương. Đó. Này, ôi, ngầu chưa, ngầu chưa, quá ngầu luôn. Rồi Quan Vũ hả? Ngũ Hộ Tướng hả? Này, Ngũ Hộ Tướng, Ngũ Hộ Triệu Vân, Tả Tử. Ok. Rồi Quan Vũ Hiên. Này, đâu rồi, Tam Vương Lưu Bị. Ok. Rồi hết chưa? Vô cực nữa hả? Hoa Đà. Ồ. Rồi, ê, giờ đi mấy con này cái đã. Ủa, mấy cái ngọc này là để nhưng mà đi kiếm mấy cái ngọc này mua. Trang bị nữa hả? Đâu rồi, túi đồ của mình đâu? Đây đây, túi. Ok, ôi, 5 set thiên cơ hả? Thiên cơ hợp. Ồ, túi đồng, một đống nữa. Rồi đá, rồi thể lực nữa nè anh em ơi. Quá trời luôn. Ôi, nâng tướng mà mệt bở hơi tay nè, là có thật nha. Đó, rồi shop. Theo nghĩ là mình phải vào shop mình mua cái gì vậy? Này là gì đây? Dùng để tăng sao hả?
Ok. Đó, nâng nó lên rồi đi quẩy thôi. Đây A ship nè, A ship cho nó lên level nè mấy ông. Đó. Ok. Ôi, lâu đấy. Rồi. Full, full, full. Ủa? 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 Rồi, ok, đạt giới hạn. À, 114. Ok. À, trang bị nè. À, gì ít vậy ta? Công vật lý có 50 à. Để coi cái trang bị ngoài kia bao nhiêu. Tự kiện. Ủa, cái gì đây? À, tiêu phí nữa hả? Ôi. Game có tiêu phí kim nguyên bảo luôn nè mấy ông ơi. Ngon ngon. Trời ơi, lụm nè. Rồi đâu rồi, đâu rồi. Tạp hóa. Thôi ơi, ngoài này có tạp hóa luôn. À, tăng sao mấy cái sao cao hơn là phải ra ngoài này mua rồi. Này, tích nạp đúng móc. Rồi quà ấp bên đổi hiên mệnh lâm hồn, đổi cánh cam. Trang bị đâu để thử đâu rồi, đây đây đây. Ôi cây thiên cơ thần đao là mạnh nhất rồi nha mấy ông ơi. Ok nên là hỏi cần đi đổi nữa. Trời ơi, ok. Ủa ngựa à, trời ơi ngựa nhìn thấy chán vậy bồ. Trời mạnh đây. Trời ơi xích thố của ta. Ờ xích thố của ta. Đã có ngựa rồi, cưỡi thôi. Ok. Ok, cường quá một phát. Một 2 triệu lực chiến. Ok. Tinh luyện. À, là thảy đó hả? À, tinh luyện đây nữa, đúc lại nữa. Ôi, tôi khoan. Ôi, nếu mà đồ này mà tinh luyện lên là. Ôi, đồ này nhìn ngoài xấu mà sao vô trong này nhìn đẹp dữ không? Đẹp thiệt, đẹp thiệt. Kỹ năng lên đây, mình nâng sao luôn. Đó. Ủa? Ủa? Trời ơi, rương báo mở ra báo vật lục. Coi ta mua xong về ta mở coi. Đó anh em nâng tướng lên rồi vô quẩy thôi. Còn gì nữa đâu. Game dễ chơi dễ trúng thưởng quá trời. Ok. Ủa cái rương báo hồi nãy heo mua nhiều lắm rồi ta. Đây đây đây. Này là rương báo vật mấy ông ơi. Trời ơi à. Rồi thích thì bỏ vô và quẩy thôi ha. Link heo để hết dưới phần mô tả cũng như là bình luận nha anh em ơi. Đó, ôi tướng vô cực nè ha. Hòa quan thiên nè ha. Tân ức trương sân hoa bàn thống nè. Lữ bố nè. Tam vương hả? Đâu rồi đâu rồi. Đây 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 tam vương. Ok 4 con rồi. 2 tướng ma 2 tướng tam vương. Bài trận nữa hả? Cần chi bài? Chiến liền chứ. Chiến liền chứ bài chi nữa. Bài vẽ chi cho nó mắc mệt rồi. Rồi đánh đi bộ. Ủa. Đó. Ôi mấy con sao là không nâng level luôn nha. Ây da. Ây da. Trời ơi không cần làm gì luôn. Tư chất của nó đã quyết định luôn cho chúng ta rồi. Ok ok rồi. Thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Anh em nào có chơi thì có thể tải về và trải nghiệm nha anh em ơi. Đó. Trời ơi phải kéo xuống mua mấy cái viên đá để đá nâng sao nè. Ô là trời. Rồi ta nghĩ là ở dưới này là mua nhiều lắm. Đó, mua cầu 200-300 ngàn vẫn còn chưa đủ rồi chứ. Lần là 1 ngàn. Ok mua mua thêm nữa. Ok
Rồi ở đá bậc 3 này thì mua ít thôi, cũng không cần nhiều đâu. Còn đá đỏ thì cũng y vậy luôn. Rồi đâu rồi tướng sao đó. Ui ok ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok bye bye.